Trời đang mưa luôn anh chị ha. Buộc phải quay cái mảnh này để giới thiệu tới cô chú chị mình, tại vì nó rẻ quá chị. Một bất động sản Đức Vườn Mini thì nó có diện tích là 300 m2, và hiện tại mình đang đứng đây là đứng trên tỉnh lộ 329 ha. Ngay chỗ này nó đang làm vòng xoay 991 nè anh chị. Đây, đường xá nó mở nè, đó bên này ha. Đó. Thì 991 này, cái hướng mà Điền đang quay đây là hướng mình đi thông ra được bên đường Ngãi Giao Hòa Bình ha. Đường này sẽ nối tiếp với lại đường Ngãi Giao Hòa Bình đó ha, đi thông qua tới tỉnh lộ 328 luôn. Đó. Còn mà cái này nó sẽ ngay đây nó sẽ là vòng xoay ha, và nó sẽ phóng qua đây thì phóng xuống tới biển Bình Châu luôn anh chị ha. Đó. Còn hướng này thì em Điền quay mình đi khoảng đâu đó là 10-15 cây mình sẽ ra thị trấn Phước Bửu cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc ha, và xuống biển Hồ Tràm là 20 cây số đó chị. Đó. Và hướng này mình sẽ đi vào lại Hòa Hiệp, và cũng như đi ra được suối nước nóng Bình Châu này, biển Bình Châu này. Đó, mà cái bất động sản mà em Điền muốn giới thiệu tới đây á, thì cách cái đường này vô khoảng tầm 800-900 m thôi anh chị ha. Đó, cái đường này đi vô ha. Đó. Bất động sản của mình nằm trên trục đường nhựa này luôn nha, nằm khu dân cư. Và đang là phủ hồng toàn bộ rồi ha. Giá bán là 530, em Điền sợ quay hôm nay thì ngày mai ngày mốt kia là bán rồi. Đó, thôi thì em Điền cũng tranh thủ quay, tại vì chủ mới gửi nay thôi chị ha. Đó. Rồi bây giờ em Điền mời cô chú gì đi vào bất động sản của mình nha. Đây là trên đường em Điền chạy vào cái bất động sản của mình nha. Đó. Đường nhựa khu dân cư ha, nói chung là nhà san sát luôn á. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại bất động sản của mình rồi. Thì hồi nãy em Điền chạy từ hướng này đi vào ha. Đó, trời vẫn đang mưa và em Điền đang che dù để quay cho cô chú chị mình xem nè. Hướng trước mặt là mình đi ra khoảng là 800 m, 900 m trầu cây đi ha, cho chẳng là mình đụng ngay tỉnh lộ 329, cũng như là đụng ngay vòng xoay 991 đó ha, vòng xoay ngã 5 luôn anh chị ha. Đó. Còn hướng ngược lại đây ha, mình đi vào là đi vào khu dân cư và thông ra lại được 329 luôn anh chị. Đó. Trong này dân cũng tương đối là đông anh chị ha. Đó. Thì cái bất động sản mình thì đây anh chị ha, 530 triệu. Đó, có diện tích là ngang 3,2 m anh chị, tại vì bám theo mặt tiền nó ít, đâm ra em đều phải nói cho chính xác cái con số anh chị ha. 3,2 m từ ngay cái ranh cọc này ha. Đó, qua bên đây. Đây ngay cái xịt sơn đây nè. Đây. Đó. Đây ngay xịt sơn này, 3,2 m, và sâu vào trong á là 42 m, và nở hậu là 12 m anh chị. Đó, nói chung thì mặt tiền nó tiếp giáp mặt tiền đường này thì nó hơi ít, nhưng mà về cái phía sau đó thì mình làm cái vườn nhỏ nhỏ phía sau, làm đất vườn phía sau thì rất là ok anh chị ha. Mặt tiền thì mình có thể đi được chiếc ô tô hơn rồi. Đó, lui phía sau thì nở dần dần ra anh chị ha. Nở tới 12 m lần. Đó, và sâu 42, tổng diện tích là 300 m2. Thì hiện tại bất động sản mình có phủ hồng toàn bộ anh chị ha, đất ở nông thôn hoàn toàn bộ. Hiện tại mình đang có mặt ở đây là ở tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị ha. Vị trí em đứng thì gần cầu 3 anh chị. Đó. Mình nói chung là phủ hồng toàn bộ, mình có thể lên thêm thổ cư tùy cái nhu cầu sử dụng của anh chị mình nha, lên thoải mái luôn anh chị ha. Đó. Bất động sản mình thì đang có là hướng nam anh chị ha. Đó. Có nhiều cô chú anh chị cứ nhắn tin gọi điện rồi bình luận nữa, thì kêu sao em sao Điền quay mà không có nói hướng lên. Thực sự là những cái đó thì em Điền đã chuẩn bị hết rồi, nhưng mà thực sự là lúc mà bấm máy quay đó thì em Điền thực sự là không có nhớ anh chị. Lúc thì nhớ cái này, lúc nhớ cái kia, nhớ gì nói đó thôi chứ cũng không nhớ hết được. Nó đâm ra là cô chú chị mình xem thông cảm nha chị nha. Thì bất động sản mình đang có hướng nam, hướng đón gió rất là mát luôn. Đó. Và xung quanh thì dân cư đây rồi. Hai bên thì đang trồng tràm, đâm ra là mình đất mình thì bay lay cam nó sẽ hơi bị che chút xíu, nhưng mà cái vị trí này rất là sáng láng luôn chị ha. Đó. Và khu vực này có thể là xây nhà yến được anh chị nha. Gần đây thì có một cái nhà yến cũng rất là nhiều yến đó chị. Mình lên đây chút xíu nè là mình có một cái nhà yến trên này ha. Đó, cũng đông yến lắm. Nói chung là chỗ khu vực hiện tại đây thì người ta cho xây dựng nhà yến anh chị ha, nên là xây thoải mái chị yên tâm nha. Đó. Thực sự ra thì cái bất động sản này thì không biết là em Điền đăng lên thì có kịp cho cô chú chị mình để về mà xem để mua hay không. Nhưng mà em thực sự ra là nhiều dịch vụ, nhiều môi giới dưới này á, giới thiệu thì em nghĩ là với cái giá này thì dân địa phương cũng mua được luôn anh chị, chứ không tới mức là anh chị mình mua đầu tư mới mua được đâu. Đó. Nói chung là nay mới đưa em điền, đưa đầu tiên là em điền luôn ha, em điền quay nhanh để mà gửi tới cô chú chị mình xem trước ha. Đó. 530 triệu rất là rẻ luôn, nằm khu dân cư, giá này thì quá rẻ rồi. Đó. Tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng, nhưng mà thương lượng chắc cũng không được nhiều anh chị. Nếu như mà cô chú chị mà đang có tiền sẵn đó thì công chứng liền sẽ bớt được chút đỉnh đó anh chị ha. Đó, thì em đi sẽ, tất nhiên là em đi sẽ là người làm giá tốt nhất có thể cho cô chú chị mình mua ha. Nên cô chú chị mình yên tâm. Đó. Nợ hậu rồi. Hồi nãy em điền thì cũng có nói rồi đó, cách thị trấn cũng như là trung tâm huyện đó, huyện Xuyên Mộc thì khoảng đâu đó là 15 cây ha, ra biển Hồ Tràm khoảng 20 cây đó. Nói chung là chỗ này thì nằm khu dân cư thôi chứ cũng không gần biển ha. Đó. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì chắc 2 tiếng đồng hồ đi cao tốc ha. Đó. Thì mình cũng có đường 991 làm cũng sắp xong rồi đó, mai mốt cô chú chị mình có thể di chuyển nhanh hơn được nữa ha. Đó. Hồi nãy em đi qua hướng này thì đó, bên đây phải là mình ra 991 rồi. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này liên hệ ngay em liền nha. Em đi sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất động sản này, và thiện chí nữa mình sẽ gặp chủ ha, để thương lượng và đàm phán thêm ha. Cô chú chị nhớ liên hệ số điện thoại 07886 68834 nha. Đó. Cảm ơn cô chú chị đã quan tâm và theo dõi clip của em Điền, và hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau của em Điền. Xin chào.